Người xưa có câu năm thìn bảo lục, nhưng mà hôm nay đã trái lại rồi. Năm thìn hạn hán. Bất ngờ tại núi Cấm Hồ Thủy Liên, nước hồ đã khô cạn dần dần do hạn hán. Mấy tháng nay chưa có mưa. Người dân không khỏi bàng hoàng chia sẻ lại, mấy mươi năm trên này chỉ có năm nay là hạn hán khô cạn như thế. Ở đây nó bị hạn lâu chưa chị? Mới bị đây nó rất khô nước rồi. Lúc giờ không có mưa hả? Tết giờ không có mưa. Chút cho mẹ cả. Lúc trước là cho cá ăn là đứng trên bờ cho ăn á. Dạ, đứng trên bờ đó. Là mấy tháng nay là không có mưa. Không mưa, mấy tháng nay không mưa. Ở đây nếu mà không có mưa sớm là tương lai nước hồ này nó cạn luôn rồi này. Đúng rồi, ok. Cạn luôn rồi, người dân ở đây nước sinh sống nó cũng khó khăn á. Ủa mấy năm trước nó đâu có hạn như năm nay đâu chị? Đúng rồi, mấy năm trước đâu hạn. Bây giờ đã. Này cưng thấy hạn nước. Ở đâu cũng không có nước, nó phải như gì đâu. Dạ. Ít mưa nữa, không có mưa bởi vì nó lúc tháng 11 tới giờ đó. Tháng 1 giờ nó hạn như luôn, càng ngày nó càng nhiều đúng không? Nó hạn nhiều. Mình cũng mong cầu cho mưa sớm để mà cho nước trên này nó có đông đầy. Chứ người dân người ta lấy nước ta xài nó cũng đỡ, với cá này kia nó không có bị khô hạn nó chết. Cá nè. Cá sống là nhà nước ha cô chú. Nhưng mà nước càng ngày nó càng rút thì cái nguy cơ đe dọa cái chú cá này rất là nguy hiểm. Cá nhỏ loại trung tăng thường á, loại kia là cá lớn. Đây là người dân người ta cho cá ăn là phải ra nước thế nào? Chừng khô hạn rút nước hết trơn. Mà muốn đi cho ăn là phải ra lúc này mới cho ăn được. Lúc trước là đứng trên cây cầu á. Đến đây là cá bu lại liền tại cho ăn quen rồi đó. Thích nó đứng trên bờ vậy. Hôm nay nước này nước nó khô sớm hả cô? Năm nay nước sạch ít quá ha. Tháng 9 lập tháng 9 mưa chặn nó rồi hết mưa luôn. Tháng này đến đi không chảy nè. Từ tháng 9 tới giờ không có mưa luôn hả? Tháng 9 là mưa chặn đó rồi mấy đám đó rồi. Thường là 1-2 đám rồi đó. Thường là bà con mình nước lên cầu cho cá ăn á, giờ nó hạn mất ra lúc mà đây. Phụ nước chưa? Các cô cho biết là tháng 9 đã mưa lớn tới giờ đã bị là không có mưa nữa. Suối nó không có chảy luôn. Có chục cá. Cái cần trên này nhóc hết trơn á. Cái thằng nhóc trần quét xuống này. Chú Vũ ơi, yêu cầu bằng đó là tượng Phật Di Lặc đó, cô chú anh chị. Ngày hôm kia cũng đúng cái phận lên qua cũng cái phận cũng chiếu ra dép hết. Cái hồ này chú Di nó cũng rất là rộng lớn ha. Những lúc mà mưa nhiều quá là nước đầy luôn. Phật Di Lặc, vị Phật cuối cùng trên trái đất. Trong ba kiếp, quá khứ, hiện tại, tương lai đều có cả ngàn vị Phật. Tuy nhiên đại diện thường được nhắc tới cho các vị Phật quá khứ là Nhiên Đăng Cổ Phật. Ngài Nhiên Đăng Cổ Phật được suy tôn là Đức Phật đầu tiên thành đạo trên trái đất.
đại diện thường được nhắc tới cho các vị Phật hiện tại là Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật đã giác ngộ và nhập diệt tại Ấn Độ cách này hơn 2.600 năm trước. Đại diện thường được nhắc tới cho các vị Phật tương lai là Di Lặc Tôn Phật, và Di Lặc Tôn Phật sẽ là vị Phật cuối cùng xuất hiện trên trái đất này. Phật Di Lặc giáng thế là điều sẽ xảy ra trong tương lai, còn một chút thời gian nữa trước khi việc này xảy ra. Trong thời đại của thế giới này thì 1.000 vị Phật đã tiên đoán sẽ giáng thế như những vị thầy Hoàn Vũ, và tất cả những vị Phật này sẽ giáng thế trong thời kỳ mà thọ mạng của con người đang suy giảm. Thọ mạng của con người trải qua các chu kỳ trong một thời đại của thế giới, và Đức Phật hiện thời, Đức Thích Ca Mâu Ni đã giáng thế khi thọ mạng của con người là 100 tuổi và trên đà sút giảm hơn trong thời kỳ suy vong. Đây vẫn là thời giáo hóa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong số hàng ngàn vị Phật trong thời kiếp này thì Đức Phật đương kim Đức Thích Ca Mâu Ni là vị Phật thứ tư trong số các vị Phật này, và vị giáng thế trước ngài là Phật Ca Diếp, rồi đến hai vị Phật khác, vị Phật thứ nhất và thứ hai, và Đức Phật Di Lặc sẽ là vị thứ năm trong số 1.000 vị Phật. Trong tương lai, thọ mạng của con người sẽ giảm thiểu cho đến khi chỉ còn 10 tuổi. Trong tương lai, thời gian sẽ ngày càng trở nên tồi tệ hơn, đời sống của con người sẽ ngày càng rút ngắn lại. Họ sẽ có thọ mạng ngắn hơn trong vòng đời, để cuối cùng thì cả một kiếp sống của họ sẽ trôi qua sau 10 năm. Và tương tự như vậy, chiều cao của họ sẽ thấp hơn và thế giới sẽ đi đến tình trạng rất kinh hoàng. Những người trong thời gian này trong tương lai sẽ cực kỳ hung hăng và hiếu chiến, và sẽ luôn luôn gây hấn với nhau. Mọi người sẽ rất nhỏ con. Tuy nhiên, sau thời kỳ kinh hoàng đó thì thời thế sẽ thay đổi và tuổi thọ của con người sẽ bắt đầu tăng lên. Nếu bạn hỏi làm thế nào mà điều này lại xảy ra, mà thời gian sẽ thay đổi trong thời kỳ này, đó là vì hóa thân của Phật Di Lặc sẽ giáng thế và ngài sẽ có tướng hảo trang nghiêm. Mọi người sẽ nhìn thấy Đức Di Lặc có tướng hảo trang nghiêm như vậy và sẽ nói rằng làm thế nào ngài có được tướng hảo như thế. Ngài sẽ đáp rằng ta đã trở thành một người tuấn tú như vậy nhờ kết quả của việc luôn thiền quán về lòng từ ái. Mặc dù tất cả những con người nhỏ bé này vào thời điểm ấy sẽ không có khái niệm nào về cách thiền quán về lòng từ, nhưng họ sẽ bắt đầu lặp lại chữ từ ái, và mọi người sẽ nói từ ái. Thậm chí chỉ cần lặp đi lặp lại chữ từ ái như thế này cũng sẽ tạo ra lợi ích lớn lao, và cuối cùng thọ mạng của con người sẽ bắt đầu tăng lên và tình hình sẽ bắt đầu cải thiện. Khi tuổi thọ tăng lên thì đó sẽ là thời kỳ của thế giới mà các vị vua vũ trụ sẽ xuất hiện. Những người có nhiều loại luân xa quyền lực khác nhau, những vị có luân xa bằng vàng, những vị có luân xa bằng bạc, những vị có luân xa bằng đồng, và những vị có luân xa quyền lực bằng sắt. Đây là thời của những vị vua vũ trụ vĩ đại này. Cuối cùng thì sẽ đến lúc con người sẽ sống đến 80.000 tuổi. Một khi thọ mạng của con người đi đến đỉnh cao 80.000 năm thì một lần nữa nó sẽ bắt đầu giảm bớt. Khi tuổi thọ dài 80.000 năm rồi bắt đầu giảm bớt thì đó là thời điểm mà Đức Phật kế tiếp, Đức Di Lặc sẽ giáng thế như một vị thầy Hoàn Vũ. Tất cả các vị Phật đều xuất hiện như những vị thầy Hoàn Vũ khi tuổi thọ ngày càng giảm bớt. Đó là vì khi tình hình ngày càng tồi tệ, thì người ta sẽ quan tâm đến việc tìm kiếm một số giải pháp và nghĩ đến vấn đề tâm linh. Còn trong khoảng thời gian mà tuổi thọ ngày càng tăng lên và mọi việc ngày càng tốt đẹp hơn, thì chẳng có ai muốn tìm cầu con đường tâm linh nào cả. Vào thời điểm mà thọ mạng của con người kéo dài 80.000 năm thì đây là lúc mà vạn vật trên thế giới sẽ rất tươi đẹp và hạnh phúc. Chẳng hạn như đất đai không có núi non gập ghềnh và những vùng hiểm trở, mà sẽ bằng phẳng như một đồng bằng rộng lớn xinh đẹp. Theo truyền thuyết và kinh điển Phật giáo, Di Lặc là vị Bồ Tát sẽ xuất hiện trên trái đất, đạt được giác ngộ hoàn toàn, giảng dạy Phật Pháp, giáo hóa chúng sinh và chứng ngộ thành Phật. Không giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người đã phải thị hiện công phu khổ hạnh rất khó khăn trong 6 năm, thì điều này sẽ không cần thiết, vì trong thời gian mà Phật Di Lặc giáng thế, ngài sẽ chỉ thị hiện những pháp tu khó khăn một cách rất ngắn gọn. Tại sao vậy? Đó là vì danh hiệu Maitreya có nghĩa là lòng từ, là kết quả của quá trình luôn tu tập và thiền quán miên mật về lòng từ. Và đây là pháp tu chính của ngài, nên không cần có một pháp tu khó khăn như vậy vào thời của ngài.
đó là kết quả của quá trình tu tập lòng từ lớn lao của Ngài. Đức Di Lặc đã sáng tác một bài cầu nguyện ngắn về lòng từ và Ngài luôn chỉ tụng bài cầu nguyện này. Tương tự như vậy, nhiều người khác sẽ chỉ tụng bài này và hoàn cảnh sẽ xảy ra như thế nào ở thời điểm này trong tương lai là kết quả của tất cả những lời cầu nguyện về lòng từ. Nếu ngay trong thời điểm hiện tại mà chúng ta tuân theo lời dạy của Đức Phật Thích Ca thì điểm đặc trưng là sẽ được tái sinh thành những đệ tử đầu tiên của Đức Phật Di Lặc trong tương lai. Nếu quý vị thắc mắc khi nào thì Đức Di Lặc sẽ xuất hiện trong thân tướng của một hóa thân tối thượng với tất cả các hảo tướng của một vị Phật và trở thành vị thầy hoàn vũ thì đây là thời điểm mà tôi đã mô tả trong tương lai xa. Tuy nhiên, xét về phương diện chỉ là những loại hóa thân bình thường của Đức Di Lặc thì những hóa thân này đang có mặt trong nhiều hoàn cảnh khác nhau và chắc chắn đang hoạt động vì lợi lạc của tất cả chúng sinh. Di Lặc là phiên âm, còn dịch nghĩa là từ thị, người có lòng từ. Cũng có thuyết cho rằng Ngài có tên là Vô Năng Thắng, phiên âm Hán Việt là A Dập Đa. Di Lặc là một vị Bồ Tát và cũng là vị Phật cuối cùng sẽ xuất hiện trên trái đất. Sự tích về Phật Di Lặc được tìm thấy trong các tài liệu kinh điển của tất cả các tông phái Phật giáo, Nguyên Thủy, Đại Thừa, Kim Cương Thừa và được chấp nhận bởi hầu hết các Phật tử như là một sự kiện sẽ diễn ra khi Pháp đã bị lãng quên trên trái đất này. Tên Từ Thị xuất phát từ truyền thuyết vì muốn giáo hóa chúng sinh nên từ lúc mới phát tâm, Ngài đã không ăn thịt chúng sinh. Còn theo Đại Nhật Kinh Sớ, Từ Thị nghĩa là chủng tánh từ bi, gồm hai chữ từ trong tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả của Phật. Thị là chủng họ tộc do lòng từ bi sinh ra từ chủng tánh Như Lai, có năng lực làm cho tất cả thế gian không đoạn dứt Phật chủng. Nói về tương lai của Đức Di Lặc thì trong kinh Di Lặc Hạ Sinh chép rằng hiện nay Đức Di Lặc là một trong bốn vị bổn sứ Bồ Tát đang ở nội viên cung trời Đấu Xuất, đợi đến khi thế giới này hết kiếp giảm thứ 9 đến kiếp tăng thứ 10, lúc ấy Ngài sẽ hóa thân xuống cõi trần này trong nhà của một vị bà La Môn tên là Tu Phạm Na. Thân mẫu của Ngài tên là Phạm Na Bà Đề. Khi sinh ra Ngài có nhiều tướng tốt, đức hạnh vẹn toàn, thông minh quán chúng. Lớn lên Ngài xuất gia tu hạnh đến núi Kê Túc để nhận lãnh y bát của Đức Phật Thích Ca do Tổ Ma Ha Ca Diếp trao lại. Rồi Ngài đến ngồi dưới gốc cây Long Hoa, dùng kim cang trí trừ sạch vô minh, chứng đắc vô thượng Bồ Đề. Ngài bắt đầu thuyết pháp tại giảng đường Hoa Lâm dưới cây Long Hoa. Hội thứ nhất độ được 96 ức người thành A-La-Hán. Hội thứ hai độ được 94 ức người thành A-La-Hán. Hội thứ ba độ được 92 ức người thành A-La-Hán. Do vậy mà gọi là Long Hoa Tam Hội. Ngài thuyết pháp đến 6 vạn năm, hóa độ vô số chúng sinh tu hành thoát khổ. Một trong những hóa thân của Ngài mà chúng ta thường nghe thấy nhất là Bố Đại Hòa Thượng trong Phật giáo Trung Hoa. Đó là một vị hòa thượng ở đất Minh Châu, huyện Phụng Hóa, Trung Hoa. Ngài thường mang cái đẫy bằng vải đi khắp chợ búa xóm làng, ai cho gì cũng bỏ hết vào đẫy mang đi. Ngài thường giảng kinh cho người nghèo, làm nhiều điều mầu nhiệm lạ thường. Trong thiên hạ thì không ai hiểu được Ngài là người như thế nào, chỉ cùng nhau gọi là vị Bố Đại Hòa Thượng, tức là vị hòa thượng mang cái túi vải lớn. Đến đời Lương, niên hiệu Trình Minh năm thứ 3, Ngài nhóm chúng lại tại chùa Nhạc Lâm. Ngài ngồi ngay thẳng nói bài kệ: Di Lặc Trơn Di Lặc, hóa thân thiên bách ức, thời thời thị thời nhân giai bất thức. Đá nè, nước nó rút rồi đá nó lồi lõm lên nè. Nước nhiều cũng phải nhìn đẹp lắm. Từ tháng 9 giờ là không có mưa luôn, ít mưa hết vậy. Con kia biết là tháng 9 giờ là nó ngưng rồi, suối khô hạn không chảy luôn rồi. Hồ nước càng ngày nước nó càng rút. Thấy là năm nay là năm khổ nhiều rồi. Ở dưới Cà Mau giờ là bị hạn hán nặng luôn rồi, nước bị xâm nhập nữa. Người dân người ta dưới giờ rất là khổ, có những cái năm ở dưới như là dưới và sử dụng ở dưới là người ở trên mình á, trên Cần Thơ, Đồng Tháp này kia bên Đồng Đảo á, nên mạnh thường quân á người ta phải là đem xà lan nước ngọt với là cung cấp cho người dân ở dưới là xe tải.
lúc đó là cũng bị hạn rất là nhiều. Nhưng mà càng ngày quý vị thấy là càng hạn ha. Năm thìn tháng hạn. Ở dưới Cà Mau bây giờ ha, là đất nó sụp đó mọi người, tại không có nước á. Nó sụp rất là nhiều luôn. Rồi nó khô hạn dữ dằn lắm. Xong ngồi mà nó khô hạn luôn rồi. Xuồng ghe đi không được, đâu có thương mại buôn bán, đâu có làm ăn gì được đâu. Giờ người dân với lại rất là khổ. Nhưng mà quý vị, đó là cái tháp trước chùa Phật lớn ha. Tháp thờ Xá Lợi này kia đó. Nó khô lúc chi này luôn, thấy cỡ nào không được. Cái chu vi của nó bán kính rộng, nếu có rút cả muốn hết hộ, muốn nửa hộ thì tự nó sẽ rút rút xuống luôn, nếu mà không có mưa sớm thì nó học toàn quan cảnh thế này. Cỏ cây khô héo thơm do luôn. Chị mới bị đây, nó rất khô nước rồi. Lúc giờ không có mưa hả? Tết giờ không có mưa. Rồi. Đúng rồi, cho mẹ lúc trước là cho cá ăn là đứng trên bờ cho ăn quá. Dạ, đúng trên bờ đó. Là mấy tháng nay không có mưa? Không mưa, mấy tháng nay không mưa. Đây nếu mà không có mưa sớm là tương lai nước hồ này nó cạn luôn rồi nè. Đúng rồi, ok. Cạn luôn rồi, người dân đây nước sinh sống nó cũng khó khăn ha. Ủa mấy năm trước nó đâu có hạn như năm nay đâu chị? Đúng rồi. Bây giờ đại nó kêu nó lên đại với Cà Mau dùm mình á. Bây giờ nó hạn hán mà xong nó khô với mấy người ta làm ruộng đâu được đâu, rồi đất nó sụp luôn. Đúng rồi, thấy nước rồi vậy. Lúc có nước nhiều là nó lúc trên đó luôn hả? Nè, lúc trên đó đó, trên mập đó đó, trên cổng đó luôn. Mới có từ Tết về mà nó rút cả hết hồn á. Nước rút tới đâu là cá nó ra tới đó. Đúng rồi. Chị bán đây lâu chưa? Bán một mấy năm. Thì mấy năm là chắc chưa có năm nào, nhưng những năm nay nó hạn như thế này đúng không? Nó hạn năm nay. Năm nay cưng thấy hạn. Nước ở đâu cũng không có nước, nó phải nhiều gì đâu. Yeah. Hết mưa nữa. Không có mưa phải gì nó mới. Mà nó có chỗ lạ chứ, năm nay có chỗ nó nước lên mà chỗ nó hạn. Ở dưới Tiền Giang hôm rồi đó, nước gặp ốc nổi không? Gì hả? Đại lên này kia đó, chúng ta qua dốc cho nó. Lúc tháng 11 tới giờ đó. Tháng 1 giờ nó hạn như luôn. Tại càng ngày nó càng nhiều đúng không? Nó hạn nhiều. Đây chị cho biết bán đây mười mấy năm rồi tôi bán chị, nhưng mà một hai năm nay thì nó hạn nhiều. Thôi. Dạ. Mới gì thôi, chị thấy như vậy thôi. Chứ mấy năm trước là cũng có nước. Dạ, nước là người ta đứng trên cầu người ta cho cá ăn không à. Cho ăn không. Năm nay phải lội lúc ở đây luôn mới đúng cho ăn rồi. Được. Đợi lúc ở đây luôn. Dạ, cô bán chị thấy không? Nó khô hết trơn rồi nè. Còn cảnh này.